Rồi, em chào mọi người quay lại kênh em nha. Làm lên video mới cái video hôm nay là em hành lý ha. Em dọn hành lý một số hàng cho mọi người. Đây. Em dọn ra hết hành lý một số hàng. Đó, hành lý dạng xả lỗ cho mọi người có nhu cầu thì mua nha. Và xem kỹ video em giới thiệu nha mọi người. Rồi, liên hệ số điện thoại của em nè. Nhắn tin cho em nha. Hoặc gọi điện để chốt hàng cũng được. 0334 830 843. Rồi hôm nay thì đơn 300 ngàn em vẫn miễn phí vận chuyển nha. Khi chuyển khoản nha mọi người. Đó, chuyển khoản em miễn phí vận chuyển đơn từ 300 ngàn trở lên. Trên toàn quốc trừ quần đảo xa nha. Rồi, hôm nay thì em có dọn ra một ít hàng hành lý xả lỗ cho mọi người. Giá rất là tốt cho mọi người luôn ha. Đó, có nhu cầu thì xem kỹ video rồi liên hệ em nha. Đây. Đầu tiên là ba con remote nè. Cái này em chưa có ghi cái mã số, để em giới thiệu xong cái em ghi mã số luôn mọi người ha. Đây ba con remote nha. Hàng bãi của Nhật. Con này nó chưa xài nè ha. Nó còn nguyên trong tem nè. Cái con này của Sony, hai con của Sony, một con của Bantech ha. Đó, hàng bãi cũ thì không biết tình trạng nó sao nha, tại vì remote mà nó không có cái máy để mình điều khiển. Mình cũng không biết, không có test sao được ha. Thì bán ba con như vậy nè, đó. Cái con này chưa xài nè. Bán ba con. Là mã số 1 nha, 100 ngàn. Đây, mã số 1 nè, 100. Đó. Con remote này nó có mã số nè, mỗi con remote thì nó có mã số, mọi người có thể tìm hiểu nè. Sony RMT 830. Ở đây Sony RMT DBF1. Cũng đây là Bantech ORC1. Rồi, mã số 2 là một cây còi nha mọi người. Cây còi cũng hàng bãi Nhật về. Cây còi nó có cái viên bi ở trong nè. Cái này hiệu của nó nè, có chữ Nhật nè. Đó, kêu rất là ok luôn ha. Mới chưa xài nha, nó có cái hộp như vậy ha. Mã số 2. 100 ngàn luôn nha. Tại vì dọn ra ra cũng nhiều thứ logo nên em sẽ viết mã số sao cho nó tiện nha. Tại vì viết trước nó hơi mất thời gian lắm mọi người. Viết mình quay lên về mình viết luôn thì nó tranh thủ cái thời gian nó tiện hơn. Rồi mã số 3 nè. Đây là một cái đo được cái độ C nha mọi người. Đo nhiệt độ đó. Nè nó đo nhiệt độ nè. Nhiệt độ môi trường ha. Đó. Kim vẫn đang chạy nè ha. 30 khoảng 31 độ nè. Này nó làm bằng cái thép nè, bằng gang, bằng sắt gì đó mà nó đúc rất là nặng luôn. Cục này nặng lắm. Đúc đặc nguyên cục sắt luôn nha mọi người, nên nó rất là nặng, của Nhật ha. Cái đây là để mọi người để bút viết nè. Cái đây là để bút nè mọi người. Nè. Cái bút này nó hơi mập, mọi người xài cái bút nó ốm ốm thì để vô ha. Những cái này là để bút viết nè. Đó. Mã số 3 nha. Mã số 350 nha mọi người. Kích thước nè. Mã số 4. 150 nha. Đây số 4 là 4 món nha, 4 món 150 nha mọi người, nè, như hình ha. Cái vít này chưa sử dụng nha, cái vít của KTC ha. KTC đầu đóng nè. Một cây kìm mỏ quạ của Đức Hecco. Đây răng cỏ còn đều rất là đẹp luôn nè.
hai cái đầu khẩu 150 mã 4 nha. Kích thước nè. Mã 5 cái máy chụp hình nè. Cái máy chụp hình này hoạt động ok nha mọi người. Đã test rồi, hoạt động ok, máy chụp phim hồi xưa ha. Nó là Nikon AF6 ha. Đó. Hoạt động ok, bỏ pin vô mình xài thôi. Cái này không có pin nha. Mua pin CR123A đó là bỏ vô ha. Pin máy chụp hình cứ ra tiệm bán phim, bán máy chụp hình nó có bán hết nha. Dòng này là Nikon ha, Nikon của Japan nha mọi người. Dòng này bác nào biết chơi thì nó giá rất là cao nha. Bác vô tiệm mà chuyên máy ảnh nó bán cho mấy triệu đó, không dưới 2 triệu đâu. Mấy máy đẹp càng phải 4 triệu. Còn này nè. Này hoạt động ok mọi người. Em đã thử pin lên ok. Nó là mã 5 ha, 500 ngàn. Mã 6. Mã 6 nè. Một cây cạo bạc đạn với một cái cạo gì em không quen biết nha. Cái này mua bãi nhưng mà nó không biết là cạo gì. Không biết công dụng của nó nha. Nó xài cho cái máy bắn vít nè. Cạo nó như vậy mới tin chưa xài. Mình vặn thì nó nở ra nha. Nó nở ra nè. Vặn vô nó nở ra, siết ra thì nó siết lại, nó có cái khe ở giữa. Hai cái 500 ngàn nha mọi người. Một cái cảo này là cảo sên của Hataya của Nhật ha. Đó. Hoạt động ok bình thường, cốt đồ đẹp ha. Cảo Hataya. Rồi hai món này 500 ngàn. Hai món bán chung 500 ngàn nha mọi người. Mã số 6 rồi, mã số 7 nè. Mã số 7 là một cái đồ dụng cụ cắt lựa cắt dây cước của lưỡi câu ha. Hoặc là cái dây thoát hiểm mình đi ô tô, mình cắt dây đai an toàn cũng được nha. Thoát hiểm cũng được nha. Ở đây có lưỡi dao bên trong nè. Mắc cái dao băng luôn ha. Mình bật cái lưỡi dao lên mình đẩy lên vậy. Đẩy lên là nó lên cái lưỡi dao nha mọi người. Cái là đẩy sao đây. Đây. Nó mới, nó chưa sử dụng nên nó cứng ha. Đó. Khi đẩy lên nó lưỡi dao nó dài như vậy nè. Mình thấy gọc băng keo gọc giấy rồi. Rút lại nè. Nó có cái gờ luôn nha. Rút lại nó sẽ cứng vô luôn, không bị tuột. Rất là nhỏ gọn để mình treo cái móc khóa nha. Này nó treo móc khóa đó. Rồi 100 ngàn nha mọi người. Mã số 7 nè. Số 8. Một trăm ngàn luôn. Cái này để mà mình bắt lên kệ ha. Để mình làm cái móc. Nè. Nó có hướng dẫn nè. Cái kích thước để mình kẹp vô cái kệ được là từ 5 ly đến 80 ml ha. Chịu được 1 cân rưỡi nha mọi người. Cái móc này chịu được 1 cân rưỡi nè. Nó trong đây là một cặp nha. Xài được hai cái. Mới chưa xài luôn. Hàng của Nhật.
Ví dụ cái kệ mình nó lớn rộng như đây thì mình siết vô nó sẽ hâu này xuống ha. À, nó siết vô nó vậy. Nha. Siết vô nó sẽ hâu xuống. Đó. Thì nó sẽ bám cứng như vậy và nó được cái móc cho mình treo đồ ha. Treo đồ lên kệ là dùng cái này ha, một cặp luôn. 100 ngàn nha mọi người. Mã số 8 này. Mã 9 100 ngàn luôn. Một cái vòi đo hơi ha của Nhật. Hoạt động ok luôn nha. Đo được 4 ký mấy, hoạt động tốt. Mã 9. Mã 10. Mã 10 150. Một cái ép tỏi nha, của Nhật, Martin Japan nha mọi người. Hoạt động tốt. Đẹp luôn. Bóp rất là chắc. Lực lắm, nó thiết kế dạng đòn bẩy nè, nên bóp rất là lực. 150 ngàn. Một cây cắt kính mới chưa sử dụng. Cây cắt kính của Nhật. Có viên đá trên đây. Đá gọi là đá kim cương mọi người. Rất là bén, nó nằm trên đỉnh đó. Nhìn nó phản chiếu đó giờ. Cắt xuống. Rồi, cắt kiếm 100 ngàn nha. Mã 11. Chỉ 100 ngàn luôn rồi, đó mã 11. Mã 12. Thanh lý cái cốc này mới chưa có sử dụng nha mọi người, 200 ngàn mã 12. Một cái cốc dùng để đi cắm trại camping rồi, rất là đẹp luôn. Đó, cái cốc bằng gỗ nha mọi người. Bằng gỗ mới tinh, chưa sử dụng nha. Kiểu rất là đẹp, kiểu hai quai nha, hai ngón tay nha. Hai trăm ngàn mã số 12. Hai trăm ngàn mã 13. Cái này em đánh dấu ít là nó không có cái sạc nha mọi người, nó không có sạc ha. Này cho bác về chế sạc và nó vẫn hoạt động tốt bình thường nha. Lưỡi bén đây, pin nó còn, hàng bên Nhật về pin còn của Hitachi, chống nước. Cái này là đây thông số của nó nè, Hitachi RM523 lưỡi nè, lưỡi sạch sẽ đẹp bén, không có cái sạc ha. Đây nó có để cộng trừ nè, bán về chế sạc vô nha. Nó xài là 3.4V nè đó. 5 phút. Hình như thời gian sạc là 5 tiếng nè. Bán về chế sạc vô. Bán cho bác hành lý sạc 200 ngàn mã số 13 nha. 200 ngàn. Hai trăm rưỡi ngàn. Mã 14. Một con khò nha, hoạt động hoàn hảo luôn, hoạt động tốt. Xài bình ga của Nhật nha mọi người, bình ga chân sắn nha. Bác nào xài đồ Nhật chắc biết cái bình ga Nhật này thôi, không phải bình Việt Nam nha, nói kỹ luôn á. Là xài cái bình ga Nhật rồi. Một con khò 250 ngàn mã số 14 nha.
Tại giờ cái hàng bình ga thì em hết rồi, nó chưa có hàng lại cho mọi người cái bình ga đó, chứ chứ có bình ga thì em bán cho mọi người xài luôn. Giờ nó đang hết bình ga rồi. Giờ có cái khò nè thì bán 250 nha. Rồi cái mắt kính bảo hộ nè 200.000, mã 15 á. Mắt kính bảo hộ này mới chưa sử dụng nha mọi người ha. Mắt in da băng nha, mắt in da băng mới chưa sử dụng, nhưng mà dạng nó để trong cái bọc ni lông nè nên nó có xài sát cái ngoài nha, nhưng mà mình nhìn vô nó vẫn ok nha mọi người nè. Kính râm nhìn vô thấy nó râm hơn nè, thấy chưa, nhìn nó sẽ râm như vậy đó, đó. Rồi cái kính này 200.000, mã số 15 nha. Ba trăm ngàn, mã số 16. Một cái hộp cơm mới chưa có sử dụng nha mọi người, hộp cơm bằng nhôm rất là đẹp, hộp của Nhật. Đây hộp cơm ha, hộp cơm văn phòng ha, bác đi xài văn phòng nữa, này là hiệu nó nè, xài văn phòng đi làm văn phòng á thì làm cái hộp cơm này nó rất là gọn, tại vì mình có thể bỏ được vô cái túi sách ha, chỉ cần cái túi sách đeo chéo thôi cũng được, cũng bỏ vừa nó ha, nó nhỏ hơn từ giấy A4. Đó, nhỏ hơn giấy A4 thì nó sẽ lọt tót vô cái túi sách của mình ha. Còn mang ba lô đồ cặp đồ laptop đi thì nó thoải mái luôn rồi. Nè nó đầy đủ, nó có đũa nè, cặp đũa nè, chưa sử dụng nè. Cái ngăn này chưa đũa ha. Cái này là một cái miếng gòn ha, gòn để sơ cua cái bình này, cái hộp này. Một cái hũ để mình đựng nước chấm nha, đựng nước chấm, nước tương, nước mắm gì đó. Này là cái ngăn chứa, cái ngăn để phân chia, là phân chia cơm bên đây nè, cái này đồ ăn chẳng hạn, cái này đựng canh. Đây là cái hộp kính, cái ngăn này kính, là cái gòn đó là sô cua đó, đây nó có sẵn gòn rồi. Hộp này đựng kính ha, có thể đựng nước được nè, nó không có bị chảy ra nha. Cái này băng keo chứ không có gì hết mọi người, gỡ ra ha, gỡ ra chùi nó sạch đó. Đó băng keo hàng mới, nó cố định như vậy nè, đừng cho lắc á. Đó. Đó mình có thể để vậy hoặc là lật ngược lại. Yeah, rất là gọn. Kích thước nó nè có 18 nhân 12 nhân cho 3.5 ha, mã 16 300.000. Một bộ muỗng của Nhật, hàng nội địa của Nhật rất là đẹp. Một bộ muỗng nè, để nguyên một cái hộp luôn, có hộp luôn, rất là đẹp luôn. Muỗng cầm rất là nặng, chất dày dặn, logo nó đóng đầy đủ ở trên cái muỗng luôn nha. Này là mới chưa có sử dụng nha, 2, 4, 6 cái muỗng nha mọi người. 6 cái muỗng uống cà phê mình khuấy nè, rất là đẹp, muỗng khuấy cà phê ha. 300.000, mã 17 nha. Một trăm ngàn cây đèn pin mới chưa sử dụng nha, của hãng đây, đèn pin của Nhật, của hãng Fujitsu nha mọi người. Một cái đèn pin của Fujitsu nha. Đây đèn này thì nó xài được 2 viên pin C nha, bác mua pin bỏ vô, pin nó bán đầy ở ngoài siêu thị với lại cửa hàng điện nha.
bóng nè, bóng da băng luôn nha, bóng da băng ha. Đây là cái bóng dây tóc nha mọi người, không phải là đèn led, bóng dây tóc nha, nó ra ánh sáng màu vàng y như là ánh sáng vàng của cái xe cúp 50 của mình ngày xưa đó. Cái đèn pin này 100.000 nha, mã số 18. Đèn pin Fujitsu 100.000. Rồi, mã số 19. Rồi 3 món nha, 3 món hành lý có 450.000 nha mọi người. Một cây dĩ để nướng thịt nha. Một cái chân để bắt vỉ nha. Nè, nó là cái chân bên dưới này nè, bắt cái vỉ lên nha. Giống như cái chân vậy đó mọi người. Nó cái chân nè. Cái chân bắt vỉ rất là chắc chắn dày dặn luôn nè. Đây nó như vậy nè mọi người, khi bung ra nó như vậy nè ha. Mình để xiên nướng lên mình nướng. Một đôi đũa ha, một đôi đũa inox nha mọi người. Đây, đũa hoàn toàn bằng inox nha mọi người. Rồi đũa của Nhật bằng inox. Một cái tách pha trà nha. Cái tách pha trà ha của Hario, hãng của nội địa của Nhật, Made in Japan. Đây, cực kỳ đẹp luôn, mới chưa xài. Made in Japan ha, tách rất là dày dặn. Bỏ trà ở đây, chế sôi vô, đợi nó tan ra uống. Cái ly này chuyên pha trà luôn nha, nè, nó chuyên pha trà nha. Ly chiên pha trà của Nhật 200ml nha mọi người, nó là 200ml. Đó, 3 món mã 19 nè, 450 nha mọi người. Hai món này 400.000 nha. Một cây Senki, cây này 4 đầu nha, 4 số. 1, 2, 2, 3, 4 nè. Nó gồm các số là 17 nè, 19 nè, không dụng nè mọi người. Hy vọng xe máy nè. Còn đầu này đầu lớn hơn 24 đến 30 nè. Còn khá đẹp nha. Không có gơ lắc, không có bị mòn khuyết nha. Hoạt động hoàn chỉnh luôn. Đảo chiều nè. Cây khá là to luôn, cây này size rất là to, trước giờ mới thấy luôn. Được cái đầu này rất là to, hiếm. Nó dài khoảng 30cm nha. Và một bộ taro ha, bộ taro của M5 nha mọi người. Taro 5 ly nha. Taro ren 5 ly. Bước ren là 0.9 ha. Đó, taro. Ba cái lưỡi taro. Đây, ba lưỡi taro nè, của Nhật. Hãng Yamawa ha, của Nhật. 400.000. Rồi, hai món. Mã số 20 nha. Mã 20 nè, 400.000 nha mọi người. Rồi, 500.000, mã 21. Rồi, cái này thì quá là độc luôn, chuyên dụng nha. Bác nào hàng khò đồ thì chơi nó nha. Đó là cây mỏ hàng của xài ga nè. Đó. Khí nè. Hàng gió đá đó. Một cái tai hàng ha. Cái này mình có thể điều chỉnh nè mọi người. Cái này điều chỉnh được. Điều chỉnh để mình ngắt gió nè.
Đây chỉnh lưu lượng ga nè, hai bên. Cái hàng này thì nó bằng rất là chất của Nhật, nó dạng nó bằng đồng thau ha, nên rất là cầm rất là nặng tay. Bạn ra mình thấy nè, nó bằng đồng thau ha. Đây, bét của nó nè. Cái này 500.000 mã số 21 cho mọi người. Này 550.000 mã số 22. Một cái đồng hồ để bàn nha, khá là đẹp luôn. Bằng gỗ ha. Nó thiết kế rất là độc luôn, bằng gỗ của Nhật. Đây nó dạng hình cuốn sách ha. Hãy để bàn trang trí đẹp. Đồng hồ thì chạy ok nha, và pin vô là nó chạy. Của Japan nha, máy hoạt động tốt của Japan nè. Và pin tiểu vô là nó chạy nha. Kim La Mã ha, dạng xưa rất là đẹp. Nhìn nó cổ cổ ha. Trang trí trong nhà. 550.000 mã số 22 nha mọi người. Cái kế dạng cuốn sách á nè, nhìn nè, giống như cuốn sách. Kích thước của nó nè, cao khoảng 15 cm ha, bề dày nó khoảng 5 cm nha, bề rộng nó khoảng 12.5 nha. Rồi, mã 23. Mã 23 nè, 600.000. Đây là một cái con kính lúp, kính lúp mà dạng để bàn. Có đầu kẹp luôn để mình làm việc nha. Đó, mình hãy kẹp đồ vô đây nè. Để mình làm việc, mình sẽ thấy nó to và dễ, không có cần cầm tay. Nó có thể xoay đa hướng ha, có thể xoay lên xoay xuống thì quay lại đều được hết nha. Cái đế nó bằng thép ha, nên nó nặng lắm. Để đứng vững nè, thấy chưa? Này mình có thể kẹp đồ để mình hàng ha, những cái chi tiết nhỏ mình lấy mình hàng, mình sẽ thấy đường đó. Dạ. Kích thước cái kính này nó khoảng 6.5 cm nha. Tổng thể nó nè. Cái chân đế nè. Chiều cao chân đế nè. Này mã 23 nha, 23 này 600 nha mọi người. Hai mươi bốn nè, cây hỏi gió nha, 700.000 nha mọi người. 24 mắc in da băng ha, cây này hút hỏi nha, dòng này là hút hỏi, hoạt động rất là tốt, mắc in da băng hút hỏi. Hút hỏi mình có thể là hút bụi ha, hoặc là mình vệ sinh cái khu vực mình làm việc, ví dụ như làm mộc làm này kia ra bụi á, hoặc khoan tường đồ này kia mình hút bụi rất là sướng. Có sẵn cái đầu gắt cắm nhanh nha. 700 mã số 24 nha mọi người. 800 một cây bút thử điện, test điện ha. Nè, cây bút thử điện từ 80 đến 7.000 V, rất là cao, hoạt động tốt nha, vẫn hoạt động rất là tốt. Đây nó xài là pin 9V nha, pin zin của Nhật bển về luôn, chưa hết pin nha mọi người. Cái nút này là test thử ha. Rồi mình đóng, mình đốt vô ổ điện á thì cọc nóng nó sẽ báo tít tít y vậy ha. Cọc nguội thì nó không ra, không tít nữa. Hoạt động tốt. Cái này mã số 25 nha.
Mã số 25 nè, 800 ngàn. Mã 26 800 ngàn. Một cặp còi của hàng của châu Âu ha. Hàng này của xe cho cả từ xe châu Âu ra nha, Made in Italy nha. Của hãng Fem nè. Đây. Nó thì rất là gọn ha, xe châu Âu kiểu nó rất là gọn hơn của Nhật. Thiết kế nó đẹp hơn. Đó. Cái thép này nhìn có sáng giới nha, còn đẹp, rất là đẹp luôn. Nó xài một dây nha, một dây này và dây mát là nó kêu ha. Bắt vào vẫn bình thường. Còi của Italy ha, kêu rất là trong trẻo. Thước nó nè, độ dày nè, 800 ngàn nha mọi người. Hoạt động rất là tốt. Mã số 26, một cặp. Một cái ổ khóa của Đức, Made in Germany ha. Ổ khóa full inox. Ổ này thì bán rất là nhiều, giới thiệu cũng rất là nhiều lần rồi mọi người. Đó. Chung nó là full inox hết nha. Từ cái cây này tới cái ổ, tới bên trong ruột gan nó full inox với đồng thau ha. Nên mọi người xài ngoài cổng á, thoải mái. Vô tư luôn. Không bị rỉ sét, chống nước. Của Đức. Size này cũng to nữa. Size này là vừa xài lắm. Rất là nhẹ, mình có thể xài một tay nha. Cầm chìa một tay xài nha. Cầm một tay xài nha. Chứ không cần cầm hai tay luôn được nha. Rất là nhẹ. Bác xài cả năm trời á mới cần nhỏ giọt dầu vô. Hiện tại em cũng đang xài ha, nên em biết chắc chắn như vậy. Nó rất là bền và nó không có sợ bị rít ha. Nó là bằng inox ha, nó full nguyên cái cây inox như vậy nè. Cây inox 10 ly ha, và nó chạy dòng từ đây nè. Chừa một khoảng hở đi thôi. Nha. Ổ này là mới chưa có sử dụng nha mọi người. Nguyên hộp. Mới chưa sử dụng. Mã 26 à. 26. Ê, xin lỗi, mã 27 nha mọi người. 27 nè. Mã 27 900 ngàn cho mọi người. Chỉ có một ổ duy nhất 900 ngàn nha. Mã 27 nè. Size nó là 70 nha. Nè, 70 á. Là mã 70 là đường kính của cái ổ này là 70 nè, thấy chưa? Đo lại cho bác cái này luôn nè. Cho bác khỏi thắc mắc là nó vừa hay không. Đây. Mình sẽ đo kỹ chi tiết cái này nha. Đây là 10 ly nè. Cái que, cái cây cốt nè. Cái độ rộng nè là 21 nè. Cái độ sâu của cái này nè là 17 nha. Đó. 21, 17. Rồi. Độ dày của cái ổ này nó rất là mỏng. Rồi, 30 mm. Nhỏ nhưng mà rất là chắc. Hàng của Đức mà. Hàng Abet ha. 900 ngàn mà số 27. Rồi, 950 nè. Mã 28 nè. Một cái đe siêu mini cho bác sưu tầm chơi hoặc là sử dụng để bác làm nghề đồng hồ ha, mắt kính đồ này kia thì xài cái này ha. Cái mặt này nó hơi lồi lõm thiếu, nó không có phẳng lắm. Dạng nó bị rỉ xíu mọi người. Nó để lưu kho sao bị rỉ nè. Còn ngoài đây nó phẳng nè, ngoài đây nó phẳng láng luôn. Cái mũi nhọn này nè. Rất là phẳng nha, nhọn ngoắt luôn. Đây nó có một cái để mình gò đồ nè, mình gõ lên đây.
nhỏ nhưng mà rất là nặng nha, tại vì cái đế nó cũng rất là dày luôn nè, nặng lắm. Kích thước của nó nè khoảng 8 cm ha, bề dài cái đe này khoảng 13, bề rộng là khoảng 3.5 nè. Cái này để em cân lại cho mọi người coi. Cái này này nó 1 kg 160 g ha. À, khoảng 1 kg mốt 50 nha mọi người. 1 kg mốt 50. Mã số 28 nha, 950 nha. Rồi, 850 nha. Mã 29. Một bộ nồi và cà men của Nhật ha. Đây. Nó có gồm một cái nồi này. Đây, nồi có nắp. Chuyên dùng để đi dã ngoại cắm trại được nè. Rồi, có nắp. Cái này một cái chảo mắc đi ra băng. Mình kéo xuống mình mới bóp vô được nha. Bật lên. Một cái chảo và một cái bộ này. Bộ này để mình cũng đựng đồ ăn, đựng cơm. Đó, tổng thể 3 cái nha. Một nè, hai nè, chảo nè. Cái dạng chảo nồi luôn nè, 3 nè. 3 bộ 850 nha. Mã số 29 nha mọi người. Chín rồi, 30. 30 500 ngàn. Đây là một cái áo phao ha. Áo phao chuyên dụng cho bác đi nếu mà đi ở đường xa, đi xa, đi du lịch hay là đi làm việc gì đó mang theo. Ở mấy vùng mà hay lũ lụt, lũ quét rồi các kiểu, hoặc đi biển ha, đi tàu rồi thuyền rồi miền Tây sông nước rồi bác trang bị nó cũng rất là ok. Đây một cái áo phao của hãng Abu Garcia nha mọi người. Ở trước nó sẽ có túi luôn nè, mình có thể đựng đồ nha, đựng đồ này đựng kia, nó có hai cái túi hai bên nha, hai túi nè. Khóa kéo ISS của YKK của Nhật luôn ha. Khóa kéo, nó dùng khóa của Nhật nên rất là bền. Này thì free size ha, nên size lớn nhỏ gì mình mang cũng được. Người lớn là mang được ha. Cái này cũng người lớn. Đó. Người lớn là mang vừa. Mập ốm gì cũng mang được. Đó là một cái áo phao ha. Rồi, con áo phao này mã 30 nha, 500 ngàn nha mọi người. Mã 31. Mã 31 là một cái tay để mình vẽ nha. Một cái dạng là bút vẽ. Hoặc bác dùng làm mỏ hàn vẫn ok nha. Nó y như cái hàn sung nha. Y như cái mỏ hàn sung mini nha. À, kim nó rất là nhỏ. Hoặc bác nào biết vẽ thì dùng nó là cái bút vẽ ha. Đây, on off đây. Của nội địa của Nhật là xài điện 100V nha. Ở test hoạt động ok. 10W. Nguyên zin đó nè. Con này là mới chưa sử dụng mọi người, chưa sử dụng nha. Em test nó lên màu cái mũi kim luôn nè. Nó chưa có sử dụng.
650 ngàn luôn, ba mã số 31. Mã 32. Một cái bình giữ nhiệt ha, của hãng đây Shimoc nè. Một cái bình giữ nhiệt không, một cái bình nước đá đó. Bình này thì 1 lít 9 nha mọi người. Nó được 1 lít 9 gần 2 lít đó. Đây bên trong nó nè cũng ok sạch sẽ. Bình này có sử dụng rồi. Vẫn còn rất là tốt. Nó giữ nước đá trong ngày thì rất là tốt luôn. Không phải bàn cãi rồi, dòng bình này ha. Đây là cái nút để mình uống nè. Khóa lại nè. Không mở được ha. Bật ra thì nó mở lên nè. Này qua sách. Rồi, cái bình này 550 nha, mã số 32. Một cái bàn nhôm nha, một cái bàn nhôm chuyên đi dã ngoại. Dã ngoại cắm trại rồi ha. Một cái bàn nhôm hãng của Nhật. Mở 33. Cái bàn này em bán rất là nhiều rồi. Các bác có coi bên kênh em thì chắc chắn biết. Cái bàn này thì nó ship là được ha, nó ship gọn lại. Cái này là đang bung ra nè ha. Nó ship gọn lại thôi. Có túi luôn nha mọi người. Có túi luôn. Túi của nó đó. 500 ngàn, mã số 33 nha. Một cây tripod ha, một cây tripod. Mã 34. Đó, hành lý có 450 ngàn nha mọi người. Hành lý rất là lỗ, có 450 ngàn, mã số 34 nha. Một cái chân tripod. Dòng này là dòng carbon fiber ha. Nó như cái cần câu mình đó, nên nó tương đối là nhẹ. Và nó ra đầu 1/4 thông dụng nè. Cái cục đầu chuyển này là của Đức nè, Made in Germany ha. 1/4 hoặc là 3/8 nha. Cái đầu chuyển này nó rất là lợi hại. Nó có thể đảo đầu ha, 1/4, 3/8 nè. Nó rất là hay ở chỗ này nha mọi người. Có thể xài 1/4 hoặc 3/8. Chân này thì mình vặn ra thì nó dài ra nha. Đó, kéo dài ra nha. Nó lên được 1 mét mấy á. Đó. Cái này bác mua thêm một cái đầu dầu á thì làm cái chân máy quay phim rất là ok. Hoặc là máy chụp hình ha, thì cũng mua thêm một cái đầu. Cái đầu nó bán rời á. Và trăm nữa. Cái này tiền này mà nó rẻ hơn cái tiền đầu luôn là bác hiểu rồi, hành lý rất là rẻ luôn. Kích thước của nó nè. Ở đây là cái mã số của nó nè, bác có thể tìm hiểu cái dòng này ha. Đây. Mà cứ tìm đúng cái mã này vô là nó ra thông tin liền. Velbon ha, của hãng Velbon. Kemmeren 640N. Đó, coi nó phải carbon không ha. Nó dọc carbon đó. Mã 34 nè, 450 ha. Đây có hai cái túi luôn nha, một cái túi của camera và một cái túi để đeo đùi ha. Túi đeo đùi. Túi mini. Mã 34 rồi, mã 35. Mã 35 là một cây súng rửa xe nha mọi người. Em cắt trong bọc nè, tại vì nó là mới chưa sử dụng ha. Nó là mới chưa sử dụng nha, cây súng rửa xe. Hàng của Made in Italy nha, Made in Italy. Thông số của nó nè,
áp là 15 MPa, là 150 bar đó, 150 ký, mình gọi là 150 ký. Maximum nước lưu lượng nó là 20 lít trên phút ha. Maximum nhiệt độ nó có thể tải được là 60 độ C nha. Rồi cái đầu bếp maximum nó là được 223 ha, là 220 ký, 150 độ C ha, cũng là made in Italy. Đầu này thì mình có thể điều chỉnh như vậy, chỉnh tia hoặc là chỉnh xè đó, gươm hoặc xè ha, thì trên cái đầu này đó, tia hoặc xè. À, rang vô là không dụng ha, của rang 13 nha, không dụng, chưa có sử dụng nha mọi người, đầu này chưa có sử dụng, mới, rất là nhỏ gọn, bác nào làm xe máy, rửa xe máy thì rất là phù hợp luôn. Kích thước của nó nè, tổng thể nè, mã 35, 2,2 triệu nha mọi người. Mã 36. 36 1 triệu. Cái bộ này là một bộ bơm bánh xe ha. Hàng này của hàng Mỹ nha mọi người. Chưa có sử dụng nha, còn niêm phong trong cái tem này luôn. Dòng này nó bơm lên được áp rất là cao. Áp được tới 11 ký ha, bơm bánh xe container được luôn nha. 11 ký áp á. Vẫn là đầu không dụng, một đầu là bơm mình thường gọi là bơm xe máy và một đầu bơm xe đạp ha, hai van đó, van nhỏ, van nhỏ, van kim và một cái van bự xe máy mình bình thường nè. Và về cách bơm thì mọi người sẽ đây, như vậy là tắt nè, như vậy là xả nè, thì mình vặn vô bánh xe là nó xả, như vậy là bơm nè, như vậy thì nó sẽ ra ở trên đây nè, ra hơi trên đây nè, mình sẽ vặn vô, mình xoay bánh xe cho cái vòi kim nó chỉ xuống đất á. Bình thường thì mình xoay nó chỉ dưới chỉ lên, nhưng giờ mình bơm bằng cái này mình chỉ trên chỉ xuống ha, và gá nó vô siết lại rồi bơm. Mình mới thấy được cái đồng hồ tại vì nó ra hơi trên đây, thiết kế của nó như vậy. Còn lật lại về thì nó bơm vẫn bơm ở dưới ha, lật như vậy thì mình không có thấy đồng hồ. Thường xe đạp họ sẽ bơm giật ngược lên vậy nè, nhìn thấy đồng hồ. Rồi cái lít này thì nó có hai cái nứt, nó có nứt điều chỉnh nha, không biết mấy nứt nhưng mà nó mình vặn ra vặn vô nó điều chỉnh nha, là nó điều chỉnh được đó. Điều chỉnh được nặng nhẹ cái áp nè, để mình bơm cho nó nhẹ hoặc là nó nặng tay thì nó lên nhanh, hoặc nhẹ thì nó lên chậm đó. Cái bộ này, bộ này mới rất là đắt, em thanh lý lại 1 triệu đồng nha mọi người. Mã số 36 nè. Ở đây nó có cái miếng dán gì vậy? Miếng dán cái đít này sao đó. Nó kèm sơ cua cho mình dễ thấy nè. Dán vô. Này, bác cứ tìm hiểu cái hãng này ha, chuyên đồ chơi cho xe đạp ha. Hãng này nè, tổng cái trọng lượng của này là 120g ha, có 120g, khá là nhẹ. Kích thước của nó rất là gọn luôn, nó chưa tới 20cm nha, nó 17cm à, rất là nhỏ gọn mà bơm áp lên tới 11kg, rất là khủng luôn. Mã 36 1 triệu nha mọi người. Mã 37. Một con ấm cà phê của Italy ha. Cái này thì cũng giới thiệu
Cùng về cái dòng ấm này thì cũng rất là nhiều rồi đó. Ấm cà phê ha, ấm cà phê pha espresso hồi xưa ha. Giờ hồi xưa người ta pha cà phê espresso nè, pha bằng cái ấm như vậy ha. Nó có mấy thành phần nè, cái bầu để chứa nước nè, cái để chứa cà phê nè đó, bỏ cà phê vô chứa nước vô đây, rồi đậy nắp lại, đậy chặt lại. Cái này là có van xả áp tự động nó xả ha. Cái này của Italy ha, có qua sử dụng rồi, không còn nguyên hộp, rất là đẹp. Rồi mình đun trên bếp ga thì mình đun lên để vỉ là đun lửa nhỏ ha, hoặc là có bếp mini, bếp cồn, bếp gì đó thì đun rất là sướng. Để lửa nhỏ và khi sôi lên nó sẽ đẩy cà phê nó nước lên, nó nước cốt nó tràn lên cái lỗ này nè, thì nó sẽ ra cà phê ở đây cho mình uống ha. Mình rót ra đây. Cái thiết kế của cái này là nó dài tới 22 cm ha, nó rất là cao, giống như cái tòa nhà cao tầng đây. Cái ông thiết kế cái bản vẽ này, ông vẽ từ cái tòa nhà ở Italy ha, cái tòa nhà xưa ha, không biết nhà gì, nhưng mà này không biết nhà thờ hay nhà gì mà nó xưa, để thiết kế ra cái mẫu này đó, lấy tưởng từ cái ngôi nhà này nè. Cái này giống cái nhà thờ mọi người này, giống như có cái hấp chuông ở đây nè, ở đây cái máy cũng giống như cái nhà thờ nha, ở bên Italy ha, ở bên Ý đó. $950 nha, mã 37 nha. Rồi, một con túi camera nha, mã 38. Này túi đựng máy chụp hình của Canon ha, nhưng mà mình muốn đựng máy gì mình đựng nha. Đựng Canon, đựng Sony, đựng Fuji gì đựng được hết. Đó. Trong thì nó vẫn là túi bình thường thôi. Ngăn nè. Tay nắm là bằng da hả? Cái sao nè. Bên hông nè, nó có một cái ngăn phụ, cái túi phụ này không biết đựng gì nữa. Đó. Đựng gì mình đựng ha. Quay đeo rất là êm. Phía trước có hai cái ngăn phụ luôn. Túi này chống nước nha mọi người, trong nó có lót một cái lớp gì giống như bìa u rồi, nên là nó chống nước rất là tốt rồi nè. Dày dặn, rất là dày, êm lắm, chống sốc tốt, chống nước được luôn, chống mưa nhỏ ha. Ừ, người đa số chống nước mưa nhỏ thôi, mưa lớn thì không có nào chịu nổi đâu mọi người. Tại vì mình đi thực tế mình sẽ biết những cái đồ áo mưa, đồ chống mưa đồ, nhưng mà mưa lớn nó mấy tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng thì vẫn không có chịu nổi nha. Chất vải này chống nước nè. Rồi, cái túi này nó có kích thước là chiều cao nó 24 nha, bề ngang nó cũng khoảng 28 nha, bề dày nó nè khoảng 12 nha mọi người. Cái túi camera này mã 38 nha, mã 38 $250 à. Mình lấy cho bác xài đựng camera đồ chơi ha, $250 nha. Rồi, một cái túi nữa. 38 rồi, 39. Cái túi này là của hãng rất là nổi tiếng, hãng Seiko ha. À, hãng Seiko ha, đó. Đây là cái túi chống nước luôn nè, túi chống nước. Túi mini chống nước, đựng điện thoại đồ các kiểu. Nè, thông số của nó nè.
Cái hãng này khá là nổi tiếng, nó chuyên làm mấy cái túi chống nước đi mô tô ha. Cái này là mấy bác đựng để đeo thắt lưng á, nè mình đeo nghe thắt lưng ha, để đeo thắt lưng nha mọi người, để thắt lưng và nó sẽ toàn ten như vậy nè, toàn ten ngay cái đùi mình á, nên nó rất là đẹp và nó tiện dụng nữa. Đây thì nó khóa bằng ba cái ổ khóa, ba cái khóa nè, khóa chính của nó bên trong nè, bên trong nó có một cái ngăn chống sốc luôn đây mọi người. Thiết kế nó là BU chống nước hoàn toàn ha, chống nước gần như 99%. Đây cái ngăn chống sốc nè đó, mình có thể đựng cái này, đựng điện thoại, đựng máy chụp hình được nha, máy hình dạng nhỏ nha, máy compact hoặc là máy mirrorless mà lens nhỏ đó, lens dạng 50 đổ lại ok. Chứ tele không vừa đâu, lens tele nó vừa dài lắm, thước nó nè. Đó, cái trong sóc này mình có thể đựng máy chụp hình được. Xếp gọn là mình phải quay mấy vòng rồi mình khóa lại nha. Ba ổ khóa chắc chắn và chống nước ok luôn ha. Đây nó có kích thước nè, mọi người xem kích thước này nha, 30 x 15 x 12.5 cm ha, và nó dài 30 nè, ngang 15, độ dày 12.5 cm. Túi này là giá 1 triệu nha mọi người, mã số 39. Túi này là chưa có sử dụng nha, túi này mới, hàng tồn chưa sử dụng. Rồi mã 40, rồi con bếp Coleman nè, bếp Coleman của Mỹ ha. Bếp này thì hoạt động hoàn hảo luôn, hoạt động hoàn hảo, dòng hai ổ, hai cái khóa nha, hai khóa nha, núm inox nè, đây kim loại nè, đó những cái giá trị của nó, những cái đời, cái đời nó có giá trị. Thì cái đời này là đời năm 89 nha mọi người, 1989 ha, tháng 4 năm 89 sản xuất cái bếp này. Bình nó là bằng thép rất là tốt và nó tình trạng còn khá là đẹp, hoạt động tốt. Hai van nha, đây hai van này bơm nè, con này là mã số 40, mã 40 này 2.200.000 bao phí vận chuyển luôn, mã 40 2.200.000 nha mọi người. Bếp này mình xếp lại gọn lắm nè, xếp cái chân nữa ha, nó còn gọn nè, khá là gọn. Xếp lại thì nó còn đâu đó kích thước khoảng 17 nha, nhưng đường kính nó khoảng 10-11 ha, rất là gọn. Hàng của Coleman, mã 400A. Mã số 40, 2.200.000 nha mọi người. Rồi mã 41. Con này thì vẫn xài ok, vẫn xài được nha, nhưng mà nó xài xấu, nó xấu. Cái này nó hàng lại nè, nó hàng cái ống đồng này lại nè, không biết bị nghẹt bị gì nó hàng lại ha, nó bị tét bị gì đó không biết, hàng lại nè. Và nó cấn mớp rồi, chốc sơn mặt đít nè, mặt đít thì nó tương đối ok, không có bị rỉ sét dạng mục, không có bị mục khủng nha,
hoàn toàn xài ok, an toàn. Đời này là năm 2010 ha, năm 10 nè, tháng 3, USA, Mỹ sản xuất, hãng Coleman 508A, bơm nè. Van nè, van nó đây nha, hoạt động trái ok. 500.000, mã số 41 nha mọi người, 500.000, chỉ có 500.000, mã số 41 nha. Bác lấy linh kiện cái van khóa và ống bơm đồ là dư tiền rồi ha. 500.000 cho bác nào đam mê bếp nè, mã 41. Rồi, cái mã này là cuối cùng nè. Mã 42 nha mọi người. Cái này là một cái hùng bằng nhôm ha, cái hùng của Nhật bằng nhôm nha mọi người. Một cái hùng có quai đeo, có dây đeo luôn. Hùng đựng thiết bị, đựng này kia. Trong bác cũng đựng gì đựng. Đó, bằng nhôm bên trong lót vải nhung rất là êm ái, đựng máy chụp hình, đựng này đựng kia. Bằng nhôm này lót vải nữa thì nó giữ được cái môi trường chân không rất là tốt, nó không có ít bị mốc đó mọi người, nó giảm thiểu cái tình trạng bị mốc ẩm ướt đó, thì nó làm thiết kế cái này nè khá là tốt. Hai cái khóa gài nè, chắc chắn đít nè, đẹp luôn ha, có bốn cái chân, mặt lưng nè, bên hông nè, trông đẹp hết á, không bị cấn mớp đâu. Kích thước con này nè, chiều ngang nó khoảng 38 nha, bề rộng của con này 20 nha mọi người, chiều cao nó được 26. Con này là mã 42 nha, 1.1 triệu nha mọi người, bao phí vận chuyển luôn. Mã 42, 1.1 triệu. Rồi hết rồi. Đó, em dọn hành lý cho mọi người, xả lỗ mọi người xem kỹ video rồi chốt hàng ha. Hành lý để em săn hàng mới về nữa nha mọi người. Hôm qua đợt này em săn ít hàng mới về. Rồi, bye bye mọi người.